Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ cập nhật giá mới nhất về tổng hợp các dòng xe số luôn. Đầu tiên là dòng xe Future, dòng xe Quay Alpha, dòng xe Sirius cũng như là dòng xe Quay RSX luôn ha. Thì về giá cả cũng như là chương trình ưu đãi từ hôm nay cho hết ngày 30 tháng 9 này, mọi người khi mua xe liên hệ em đến con số điện thoại hoặc là Zalo 0905 299064 đối với tất cả các dòng xe trong cửa hàng luôn, là sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền xăng xe, tặng quà lên tới 3 triệu đồng cũng như là tặng mà lãi suất bao rẻ và bao độ hồ sơ cho tất cả anh chị em luôn. Đầu tiên là về dòng xe Future đi. Giá xe hiện tại là giảm rất là mạnh luôn nhưng mà số lượng vô cùng là ít. Mọi người đã thích xe nào rồi thì nhanh tay liên hệ em nếu là sở hữu ngay về một em xe để sở hữu riêng cho bản thân mình ha. Về em xe Future này thì hiện tại cửa hàng còn các phiên bản như là phiên bản bánh căm cũng như là bánh mâm luôn. Bánh mâm thì còn một số màu như là màu trắng này, trắng bóng, màu đỏ này, màu xanh nhám, là một số màu bánh mâm. Bánh căm thì có một số màu như là màu đỏ cũng như là màu xanh luôn và màu đen nữa. Thì một em bánh căm hiện tại cửa hàng chỉ bán với giá là 33 triệu thôi, mà bánh mâm là 35 triệu, hỗ trợ không cần trả trước luôn nha. Đối với các dòng xe số tại cửa hàng Kim Luyến là hỗ trợ không cần trả trước, còn được tặng thêm tiền xăng xe mang về nữa ha. Liên hệ em Luyến được hỗ trợ tốt nhất. Đối với tiếp đó là về dòng xe Quay Alpha thì hiện tại cửa hàng là có hai màu, ba tổng hợp bốn màu luôn, nhất là màu trắng, thứ hai là màu đỏ, thứ ba là màu xanh và thứ bốn là màu đen. Thì mọi người cùng theo chân em để biết thêm cụ thể về những màu đó như thế nào ha. Đó, đây là một số màu em pha các màu luôn, màu trắng, màu đen, xanh đen cũng như là màu đen luôn. Đối với một em xe quay em pha thì tại cửa hàng Kim Biến chỉ bán với giá là 18.500 thôi nha, chỉ có 18.500 thôi và hỗ trợ không cần trả trước luôn, chỉ cần duy nhất chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi, duyệt hồ sơ 10-15 phút là đã có thể lấy xe rồi, đầy đủ các màu luôn. Ngoài Quay Alpha ra thì không thể thiếu dòng xe Sirius, Yamaha Sirius đây. Cửa hàng về được còn một số màu thì quay nhanh để báo giá cho mọi người luôn. Sợ vài bữa nữa thì xe sẽ hết hàng nên là sẽ quay nhanh để mọi người lựa chọn, có một lựa chọn tốt nhất cho mình nha. Nói chung là xe thì đúng rồi, 100 người bán thì vạn người mua thôi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cửa hàng em Biến bán được là do là giá thành rất là rẻ, giá thành rẻ hơn so với các hàng khác. 2 triệu là ít nhất đối với dòng xe số, 3 triệu, 5 triệu có dòng xe giá rẻ hơn đến 7 triệu, 10 triệu một xe luôn mọi người. Và tiếp tới là dòng xe Sirius thì hiện tại cửa hàng gồm các phiên bản như là bánh đùm cũng như là bánh mâm luôn. Bánh đùm thì hiện tại cửa hàng chỉ bán với giá là 18 triệu 500 thôi, bằng với Quay Alpha luôn. Chỉ có 18 triệu 500 với một em xe bánh đùm và đối với bánh mâm là 21 triệu 500 thôi nha. 21 triệu 500 một em bánh mâm và 18 triệu 500 đối với một em bánh đùm. Đầy đủ các màu như là màu bạc này, màu bạc, màu đen cũng như là màu đỏ đối với em, đối với dòng xe bánh đùm nha. Bánh mâm thì có màu xanh như màu bạc bóng luôn. Dòng xe này mà mọi người thích sơn độ lên thì cửa hàng có hỗ trợ sơn độ lên luôn. Mọi người thích sơn màu gì, thích độ màu gì thì cứ liên hệ em Luyến để được sở hữu ngay về một màu sơn độ yêu thích ha. Cảm ơn mọi người nhiều.